Hey Jojo, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Phạm Tiến á. Bên em thì chuyên các dòng điện máy của Nhật, Đức, Mỹ, Hàn. Đấy thì hôm nay quay cho bác một số cái sản phẩm mà bên em đang phân phối các bác nhá. Đấy. Đầu tiên là cái dòng đá mài. Đá mài đến từ thương hiệu Made in Japan các bác nhá. Đấy. Đấy từ thương hiệu Katashiwa. Đây là cái thông số độ mịn của nó này, độ mịn là 1500 và 600 nhá. Đây là cái độ mịn các bác nhá. Đấy. Thì bên em đang có 3 loại đá mài. 1500 và 600 này, 3000 và 1000 này. Đấy 8000 và 3000 đây. Ngoài ra nó còn kèm thêm một cái mỗi viên đá thì kèm thêm một cái giò cao su này cho nó chống trơn trượt. Khi mà các bác để đây các bác mài các bác không cần phải kê kiếc gì cả. Đấy các bác cứ để xuống mài thôi vì nó có cái giò cao su nó bám rất là chắc. Độ bám dính rất tốt. Đây, đấy cái giò này. Cái giò nó đi theo viên đá mài, viên nào cũng có các bác nhá. Đấy, đi theo viên đá mài. Đây là em đã gỡ ra để quay cho các bác xem. Đấy, đây là dòng đá mài nhá. Đây thì em báo giá luôn được bác này. Đấy. Cái dòng này là đi 270 này. 270 nó là độ mịn thấp này. Đấy. Độ mịn vừa này là 3000 1000 này, là đi 280 này, đấy 280. 3000 và 1000 đấy, còn cái độ mịn cao nhất này. Đấy. 8000 và 3000 này, đấy. Bên đi Japan các bác nhá. Đấy. Em này là độ mịn cao nhất thì có giá là 300.000. Hàng các bác lấy từ hai sản phẩm trở lên thì được bao ship các bác nhá. Đấy. Đấy đấy là dòng đá mài bên em nhá. Made in Japan các bác nhá. Made in Japan này. Đấy, thương hiệu Katashiwa nhá, hàng Nhật nội địa các bác nhá, đá mài Nhật nội địa nhá. Đấy. Tiếp đến là một cái con đèn pin các bác nhá. Đấy, một con đèn pin cũng của Japan các bác nhá, Made in Japan này. Nó là của hàng thừa của cảnh sát Made in Japan mà. Đấy, hàng thì còn rất là đẹp các bác nhá. Hàng hình thức các thứ cũng rất là đẹp. Con này thì gồm rất là nhiều chức năng các bác nhá. Đây. Đây đầu tiên là cái cục nam châm hút hút dính này. Đây để em hút cho các bác, hút luôn cái dây sạc. Đấy, hút mạnh không? Đấy các bác hút hoặc các bác để lên những cái chỗ thanh cài sắt rồi các bác để đèn pin nó cố định các bác hút vào đấy. Đấy. Rồi là đây cái này là cái đập kính này, cái phá kính này. Đấy, các bác nhìn thấy cái đầu nhọn chưa? Nó phá kính các bác nhá. Đây là con dao cắt dây này đấy, các bác nhìn thấy cái lưỡi dao chưa ạ? Con dao cắt dây các bác nhá. Đấy. Con dao cắt dây này, còn đây là nút bấm này. Đấy. Nút bấm này. Đấy. Nút bấm các bác nhá. Em này hết pin rồi. Để em sạc lại. Đây, em này còn pin này. Thì em còn một vài chiếc này thôi. Còn số lượng ít các bác nhanh tay thì còn. Đấy. Rất là sáng các bác nhá. Đấy, đấy. Đấy chế độ sáng 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 nhất, sáng vừa này và chế độ nháy này. Đấy, ngoài ra các bác giữ lì này. Đó, các bác thấy chưa? Các bác thấy cái chức năng nó chưa? Đấy nhá, các bác có thể chiếu sáng này, các bác để đây có chiếu sáng rộng này. Để chiếu sáng rộng này, tiếp đến là các bác lại giữ lì cho em tiếp này. Đấy, các bác làm thành một cái đèn cảnh báo các bác nhá. Nó nháy rất là ác luôn nhá. Đây nó đang nháy này. Đấy. Ánh sáng đỏ nó nháy đèn cảnh báo, ví dụ mình có đi các bác đi rừng, các bác đi rừng ấy thì các bác có gặp nguy hiểm hay cái gì đấy thì các bác dùng cái đèn nháy này. Đấy các bác bấm thêm phát nữa nó là giữ lì nhá, các bác bấm thêm phát nữa nó là tắt. Đấy ngoài ra thì còn có cả la bàn nha, la bàn này, đây đây là la bàn, đây là cái nắp đậy cũng là kiêm luôn cái la bàn này. Đấy các bác thấy chưa? Đấy nó quay này. Đấy, tiếp đến là cổng sạc này, cổng này cổng sạc vào này. Đấy, còn đây là cái cổng cổng sạc cho điện thoại các bác nhá, cổng sạc dự phòng cho điện thoại nhá. Đấy, cổng sạc dự phòng cho điện thoại. Đấy, còn đây là cái nó tích hợp luôn cái phần hấp thụ điện năng lượng mặt trời nhá. Đây là hai cái tấm pin điện năng lượng mặt trời đấy các bác ạ, hai tấm pin điện năng lượng mặt trời nó tích hợp luôn đây, các bác có thể mang ra phơi nắng để mà các bác đi rừng các thứ là thì con này rất là tiện luôn. Đấy. 11 chức năng rất là tiện. Đấy. Hàng thì Made in Japan các bác nhá. Đấy, Made in Japan này. Đấy. Hàng thừa của cảnh sát Nhật các bác nhá. Đấy. Đấy thì em đặt pin này em đang bán với giá là 300.000 một con. Đấy nhá. Đèn pin này, đấy. Đèn pin. Đấy. Hàng rất là chất luôn các bác nhá. Cầm rất là chắc tay, cầm rất đầm tay nhá. Đấy, rồi là dây đeo này, dây đeo các thứ đầy đủ hết các bác nhá.
hàng rất là chất luôn. Dây treo các thứ ngon này cả nhà nhé. Đấy, phá kính là cắt dây đèn cảnh báo ba chức năng nháy sáng vừa sáng 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 nhất và nháy rồi là đèn cảnh báo này sạc năng lượng mặt trời này rồi là sạc cho cả điện thoại nhá, sạc dự phòng, làm sạc dự phòng cho điện thoại nhá, rồi la bàn này đấy và sạc bằng năng lượng mặt trời này. Đấy, nó rất là nhiều chức năng các bác nhá. Đây em còn một vài chiếc thôi thì các bác nhanh tay rồi còn đấy, rồi cả 500 hút đấy, 500 hút. Một bộ đèn này thì em đi kèm luôn theo cho cả các bác một cái dây sạc này các bác nhá. Đấy, một cái dây sạc này để cho các bác sạc đấy, cho nó tiện. Đấy, tiếp đến là cái dòng bút thử điện thông minh các bác nhá. Bút thử điện thông minh này đấy, thì các bác mua thì gồm một chiếc bút như này. Bút này thì hàng hàng của châu Âu các bác ạ. Đấy, đây em quay cận cảnh cho các bác xem, hàng của châu Âu các bác nhá. Đấy, AC của nó là 1000 AC nhá. Đấy, bút thủy điện thông minh, bút này bút không chạm coi nha, các bác chỉ cần dí cái là nó kêu. Đấy, đây cái con này em lắp pin này, các bác mua thì sẽ được tặng kèm thêm hai viên pin. Đấy, mua thì cứ sẽ được tặng kèm thêm hai viên pin. Đấy, đây này đấy, các bác thấy không, sáng luôn nhá, tích hợp cả đèn vào bút nhá. Đấy, đấy các bác thấy chưa. Đây em dí test cho các bác xem nhá. Các bác dí vào pha nóng ấy thì nó sẽ kêu, còn các bác dí pha nguội nó không kêu. Đấy, có thấy không, bên này pha nóng nhá, bên này pha nguội này. Đấy, bên này pha nóng này. Đấy, pha nóng nó kêu rất là ác nhá. Đấy, đấy pha nguội này. Đấy, pha nguội này nhá. Đấy, có thấy chưa, pha nóng nhá. Đấy, pha nguội này hầu như là nó không kêu đâu. Đấy, pha nóng nó kêu rất ác luôn nhá. Đấy, nó kêu xong kèm nó đèn nó nháy luôn. Đấy, thì em đang bán cái bút thử điện này có giá là 100.000 đấy nhá. Đấy, thì gồm những sản phẩm là đá mài, đèn pin cũng như là bút thử điện thông minh. Đấy, đá mài Made in Japan các bác nhá, đèn pin cũng của Made in Japan, thì bên em là chuyên hàng Nhật Mỹ Đức các bác nhá. Đấy, đá mài thì kèm luôn cả gioăng chống trơn trượt các bác mà để xuống các bác mài thoải mái. Đấy, cái gioăng của nó em lắp vào đây này. Đấy, viên này em đang sử dụng rồi. Đấy, viên này em đang sử dụng rồi. Đấy, để lấy nó quay cho các bác xem luôn. Đấy, thì các bác mọi có nhu cầu về các vấn đề hàng thì liên hệ em nhá. Số điện thoại em đang quay mình nhá, 0967128839, kết bạn Zalo với em để em gửi hình ảnh, hoặc các bác có thể gọi điện trực tiếp để chốt đơn. Đấy, em chào các bác nhá.